Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Game Hay Thế Giới. Bữa giờ nghỉ lễ, tôi lo ăn dữ quá mà quên làm clip cho các bạn xem. Bây giờ các bạn nhìn thấy tôi giống như là một con heo mập địch vậy các bạn à. Thôi được rồi, quay trở lại nội dung ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ tiến hóa Slenderman, một nhân vật rất là nổi tiếng. Và hình dạng ban đầu của tôi là một con lợn mập địch. À không phải, là một con quái vật nhiều xúc tu mới đúng. Thưa các bạn, tôi rất là thích thịt của trẻ con, đặc biệt hơn là linh hồn của bọn chúng. Nên vậy, các bạn đừng có trách tôi tại sao lại làm clip kinh dị nha. Bởi vì Slenderman là một nhân vật không hề hiền lành và thật sự rất kinh tởm. Bây giờ tôi phải ăn xác của những đứa trẻ đã bị chết. Những đứa trẻ này không phải do tôi giết đâu nha. Đây là cái nghĩa trang. Cha mẹ bọn chúng ăn chơi đú đỡn xong, đẻ ra bọn chúng không nuôi, vứt ra cái bờ sông này. Bây giờ tôi sẽ hấp thụ xác của bọn chúng để lấy năng lượng tiến hóa. Các bạn đừng có chửi tôi tội nghiệp tôi, bởi vì tôi chỉ hấp thụ những cái xác thối đó thôi. Và cũng chính nhờ tôi mà các bạn thấy được sự độc ác của loài người. Được rồi, bây giờ tôi là cấp 2 rồi các bạn à. Tôi là một con ếch rất là kỳ lạ, có những cái xúc tu rất là đặc biệt. Ở cấp độ này, tôi phải đi ăn linh hồn của những đứa trẻ đã chết. Ở đằng kia kìa các bạn, lũ linh hồn của trẻ con đang khóc. Bọn chúng vô cùng oán hận cha mẹ đã bỏ bọn chúng. Bọn chúng không có nơi để đi, không thể nào siêu thoát. Và bây giờ tôi sẽ hấp thụ toàn bộ linh hồn của bọn chúng để sự oan ức, sự ấm ức, tức giận của bọn chúng làm tăng thêm nguồn sức mạnh của tôi. Xem tới đây, một số bạn sẽ vào chửi: ơ, cái thằng này nó làm clip sao mà kinh dị dữ vậy? Lỡ đâu mấy đứa nhỏ coi tè hết trong quần thì sao? Nhưng mà mong các bạn hiểu cho, Slenderman là một nhân vật đặc biệt như vậy. Mình phải làm giống hiện thực một chút mới hay. Với lại Slenderman là một nhân vật hư cấu. Và những đứa trẻ này cũng vậy, hoàn toàn không có thật. Chủ yếu là để giải trí mà thôi. Nên mong các bạn bỏ qua và tiếp tục xem trong vui vẻ nhé. Ở cấp độ 3, cơ thể của tôi cũng đã bắt đầu thay đổi. Dường như không còn những cái xúc tu nữa, tôi giống con người hơn. Nhưng mà hình như tôi là lẹo cái thì phải. À không phải, tôi là con gái luôn rồi. Một Slenderman hình dạng của con gái. Ôi trời đất ơi. Thôi, bây giờ tôi phải đi dụ những đứa trẻ ở xung quanh khu vực này để nuốt chửng bọn chúng, lấy năng lượng tiến hóa tiếp nào. Và tôi đã thấy được ba đứa học sinh trốn học tới một cái siêu thị nhỏ ở đây uống nước. Tôi liền tới bọn chúng và hỏi thăm bọn chúng. Các bạn biết gì không? Khi tôi hỏi bọn chúng tại sao trốn học, bọn chúng trả lời với tôi: học cho lắm, tắm cũng ở chuồng. Hài, còn có thằng nó nói ba nó làm hiệu trưởng, bao đi học, bao đậu, bao học sinh giỏi luôn, cứ yên tâm nghỉ học đi. Trời đất ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ thiệt là hư hỏng. Tôi không mất thời gian với bọn chúng, liền hấp thụ hoàn toàn cơ thể của bọn chúng. Công nhận những đứa trẻ sống này là nguồn năng lượng dồi dào. Và tôi cũng đủ năng lượng tiến hóa. Wow, cuối cùng tôi cũng có hình dạng bình thường chúng ta hay thấy của Slenderman rồi. Trông tôi rất là đẹp trai, áo vest cái kiểu nữa chứ, giống như là giám đốc đa cấp vậy các bạn à. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của tôi, lên đường tìm tới một khu vui chơi rất nhiều con nít, dụ bọn chúng ra chỗ vắng và tiếp tục hấp thụ. Thưa các bạn, theo nguyên tác, Slenderman có một sở thích rất là quái dị, đó chính là bắt cóc trẻ con và hấp thụ bọn chúng. Nên mong các bạn thông cảm khi xem. Quay trở lại với nội dung của chúng ta, tôi đã di chuyển tới một cái trường học. Và phía sau kia có một cái sân, rất nhiều trẻ con học sinh nó đang chơi đùa. Tôi nhanh chóng di chuyển lại đó. Trời đất ơi các bạn biết không, tôi đang thấy một cái cảnh rất là kinh khủng của lũ trẻ con này. Bọn chúng đang thi đua cá độ để giành gái đó các bạn à. Hình như một con nhỏ học sinh đang quen một lúc hai thằng. Thế là hai thằng biết được chuyện này, bọn chúng thi đấu trượt ván với nhau để tranh giành tình yêu với con nhỏ đó. Ôi trời đất ơi, tôi già rụng hết tóc rồi, còn chưa biết mùi gái là như thế nào nữa. Vậy mà mấy đứa học sinh nó biết yêu nhau rồi cắm sừng nhau nữa chứ, chịu nổi không? Thế là tôi cũng biến ra một cái trượt ván rất đặc biệt tới để dụ dỗ bọn chúng ra chỗ vắng. Thế là tôi cũng nhanh chóng đặt ván xuống, biểu diễn một vài đường quyền trượt ván khiến cho bọn chúng mê mẩn. Thế là bọn chúng đã nhận ra tôi không những đẹp trai mà còn trượt ván giỏi nữa chứ. Bọn chúng cũng bu đen bu đỏ, tập trung lại kêu tôi hãy dạy cho bọn chúng. tôi cũng đã đồng ý để dụ bọn chúng ra sau phía khu trường này, nơi vắng vẻ ít người, để bắt đầu âm mưu nuốt chửng bọn chúng. Không biết hình dạng tiếp theo của tôi sẽ như thế nào nữa, và hình dạng cuối cùng của Slenderman sẽ đặc biệt ra sao. Được rồi các bạn à, cái lũ trẻ trâu suốt ngày chỉ biết ăn chơi cua gái cắm sừng tới rồi. Tôi nuốt chửng bọn chúng, đủ năng lượng tiến hóa cái nào. Wow, cuối cùng tôi cũng có hình dạng Slenderman xúc tua rồi các bạn à. Tôi hôm nay rất là đẹp luôn đó. Và nhiệm vụ của tôi là trà trộn vào một cái trường học, sau đó là dụ trẻ con di chuyển sang một không gian vắng vẻ. Nhưng mà liệu tôi hoàn thành nhiệm vụ ở cấp độ 5 này, không biết hình dạng tiến hóa lên cấp độ 6 của tôi như thế nào nữa. Thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy hình dạng ở cấp độ 4 và cấp độ 5 mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy những cấp độ cao hơn của Slenderman. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đột nhập vào trong trường học. Vâng, thưa tất cả mọi người, hiện tại tôi đang trong một cái trường học có 2 lớp. Lớp đầu tiên tôi nhìn thấy một tên thầy giáo đang chửi mấy đứa học sinh là ngu như bò. Điểm kiểm tra của bọn chúng toàn là trứng gà, trứng ngỗng, gậy trường sơn với lại con vịt, làm cho cả lớp thi đua càng ngày càng thấp xuống. Tôi cảm thấy cái lớp này rất khó để xâm nhập và bắt những đứa trẻ đi. Vì có tên thầy giáo nên tôi quyết định di chuyển qua cái lớp thứ 2. Và tôi đã nhìn thấy một cô giáo cứ luôn miệng nói các em đừng có quay bài nha. Dường như cái lớp thứ 2 này đang kiểm tra đó các bạn à. Tôi nhanh chóng tiếp cận cô giáo, dùng mỹ nam kế để dụ dỗ cô ta. Oh my god, wow. Tại sao các bạn lại cười tôi? Nhìn tôi không giống như sói ca hả? Đã vậy tôi nói dối với con mụ cô giáo. Tôi có bằng giáo sư rồi, tôi rất là nổi tiếng. Nhưng có điều tôi chưa vợ. Con mụ nhìn thấy tôi thèm chảy nước miếng. Thế là tôi tranh thủ cơ hội nuốt con mụ đó vào bụng. Ôi trời đất ơi, con mụ đó hôi quá à. Các bạn thấy đó, thịt của người lớn không giúp tôi tăng năng lượng tí nào cả. Và tiếp theo tôi đã bước vào cái lớp học, giả vờ như là một thầy giáo thay thế cái cô giáo hồi nãy vậy. Tôi quan sát những đứa nhỏ ở đây. Ôi mẹ đất ơi, lũ chúng nó làm bài kiểm tra mà không chịu học bài. Đứa thì quay bài, đứa thì copy. Tôi mà là thầy giáo hả? Tôi cho cái lũ này rớt hết. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay tôi không phải là thầy giáo, mà tôi là Slenderman. Tôi bắt đầu gây sự chú ý của bọn chúng, nói với bọn chúng rằng đừng có học hành gì nữa, lớn lên cũng bán vé số với lại lụm ve chai mà thôi. Hãy theo chân của tôi sẽ dẫn bọn chúng tới một nơi chỉ có hạnh phúc. Nhưng mà khi tôi di chuyển bọn chúng tới một không gian khác, không thấy cái gì cả. Bọn chúng chửi tôi là đồ chó, đồ lừa đảo. Thế là tôi cũng nhanh chóng nuốt chửng bọn chúng, chứ không điếc cái lỗ tai. Tôi cũng đầy đủ năng lượng tiến hóa lên cấp độ 6. Wow, dường như cơ thể của tôi bắt đầu to hơn, và trên người của tôi xuất hiện những cái chấm đỏ. Chắc có lẽ đó là sức mạnh của bóng tối tối thượng các bạn à. Bây giờ nhiệm vụ của tôi không còn tấn công trẻ con của con người nữa, mà bây giờ tôi sẽ đi tấn công những đứa con của bọn yêu tinh. Chắc có lẽ bây giờ tôi đã bắt đầu sở hữu nguồn năng lượng tối thượng, nên tôi phải cần một sức mạnh gì đó đặc biệt mà chỉ có loài yêu tinh có mà thôi, chứ loài người không thể nào đáp ứng được. Sau một hồi di chuyển tôi phát hiện được một bầy yêu tinh các bạn à. Nhưng mà một con yêu tinh mẹ đang ở gần đó. Đột nhiên lúc này tôi thấy được một con yêu tinh con đang rời khỏi bầy. Tôi vô cùng háo hức, liền chạy tới đó và ăn thịt con yêu tinh rời khỏi bầy này. Nhưng mà dường như có điều gì đó không ổn. Tiếng la thảm thiết của con yêu tinh con bị tôi ăn thịt, nó đã vàng tới tai của mẹ nó. Con yêu tinh mẹ đã thức dậy, nhưng mà tôi không nhìn thấy nó ở đâu cả. Thôi chết tôi rồi, thì ra nó đã vòng đằng sau tấn công tôi. Không được, không được, tôi phải bình tĩnh lại. Nhanh chóng lên nào, tôi phải chạy qua những đứa con của nó, hấp thụ hết những đứa con của nó, tiếp tục tiến hóa. Bởi vì nếu tôi tiến hóa lên cấp độ mới hơn, tôi mạnh hơn, còn quái vật đó không phải là đối thủ của tôi. Cuối cùng tôi cũng tiến hóa lên cấp độ 7 rồi các bạn à. Cơ thể của tôi, sức mạnh tối thượng dường như nhiều hơn, làm cho cơ thể của tôi rắn chắc và to bự hơn. Các bạn nhìn kia, wow, tôi giống như một con lực sĩ vậy. Chết mày rồi, tao đấm cho mày một phát cho mày chết cha mày luôn. Được rồi mọi người à, thế là tôi cũng nhanh chóng hạ được cái con yêu tinh mẹ này. Và rồi tiếp tục nhiệm vụ ở cấp độ 7 này, chính là bay lên trên thiên đình, ăn cắp những cái trứng của những vị thần. Wow, chắc có lẽ bây giờ sức mạnh của tôi quá lớn, phải cần những đứa con của những vị thần khi bọn chúng chưa nở ra đời, tức là bọn chúng vẫn còn trong trứng, Đột nhiên khi thấy tôi xâm nhập vào khu vực để trứng của các vị thần thì một vị thần Apollo cũng đã xuất hiện. Hắn bắt đầu tấn công tôi, xua đuổi tôi. Nhưng mà tôi quyết tâm rồi, tôi phải tiến hóa tới cấp bậc cuối cùng để xem thử thân thể của Slenderman ở cấp cao nhất là như thế nào. Tôi dùng hết sức mạnh của mình đấm vào trong mặt của tên thần Apollo khiến cho hắn choáng. Sau đó tôi nhanh chóng di chuyển sang các cái trụ nơi để trứng con của các vị thần, và tôi bắt đầu nuốt từng trứng. One hour later. Và tôi cũng đã nuốt được cái trứng cuối cùng. Năng lượng của tôi đã đầy rồi các bạn à. Chúng ta cùng xem hình dạng mạnh nhất của Slenderman, hình dạng cuối cùng. Wow, dường như lúc này cơ thể của tôi đã trở nên khổng lồ rồi các bạn à, cả các xúc tua nữa. Nhưng mà đồng thời lúc này các vị thần trên bầu trời cũng tập trung về đây hết, và bọn chúng muốn tiêu diệt con quái vật Slenderman tối thượng như tôi các bạn à. Nhưng mà bây giờ sức mạnh của tôi quá lớn rồi, và nhiệm vụ của tôi ở cấp bậc này đó chính là tiêu diệt hết tất cả các vị thần trên bầu trời này. Và đó cũng không phải là khó khăn đối với tôi, bởi vì hôm nay tôi là nhân vật chính mà, tôi là kẻ mạnh nhất. Đã vậy còn cao to, đen, thơm chứ không có hôi. Rồi, có lẽ như video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.